Xin chào các bạn, mình là Minh Khang đến từ cao số 8. Thì cũng đã khá là nhiều tuần chúng ta không gặp nhau rồi đúng không? Tại vì mình cũng gặp một số lý do sức khỏe nên mình tạm thời chia tay anh em. Nhưng mà trong tuần này mình đã trở lại đây và điều thật là đặc biệt là ngay khi cái ngày mà mình trở lại với anh em thì thị trường của chúng ta lại trải qua một cái đợt mà mình cho rằng ngay cả chính bản thân mình cũng khá là bất ngờ đối với cái sự kiện này. Đó, và nếu như trước đây chúng ta có một cái cú sập của Luna Terra đúng không? Một cái cú sập mà không ai có thể tưởng tượng ra được. Và sau đó nữa chúng ta có một cuộc khủng hoảng thanh khoản trên diện rộng của các nền tảng và công ty crypto, đặc biệt là đối với mảng lending, là mảng cho vay đó anh em. Thì đến thời điểm hiện tại chúng ta cũng đã có một cú trục xoay bể chiều khá là bất ngờ. Mà cái điều này là nó còn bất ngờ hơn cả Terra Luna và cả những công ty mà lending crypto kia nữa. Đây chính là một cái sàn giao dịch mà mình chắc hẳn khi mà mình nói đến cái tên này thì không chỉ riêng mình đâu mà anh em cũng sẽ té ngửa với cái sàn giao dịch này, đó chính là sàn FTX. Và trước khi đi vào cái nội dung chính thì mình cũng xin nói đôi điều vui một chút cho anh em. Tức là tại sao nó lại là bất ngờ? Tại vì anh em cứ thử nghĩ xem, một sàn giao dịch, đúng không? Chúng ta có một sàn FTX được định giá chung là 32 tỷ đô. Chúng ta có FTX US được định giá là 8 tỷ đô. Tổng cộng lại là rơi đâu đó tầm khoảng là 40 tỷ. Và tài sản của họ là rất là khổng lồ, họ liên tục huy động những cái khoản tiền mặt và họ liên tục đạt được lợi nhuận cho những cái khoản đầu tư của họ. Tại vì anh em hiểu rằng là trong năm vừa qua FTX dư tiền đến nỗi mà họ cầm tiền của họ, họ rải vào các dự án nhỏ lẻ hoặc là những cái dự án mà mình cho rằng mình tạm gọi vui với anh em là shitcoin ở trên Solana đi. Đó, và họ còn dư tiền tới nỗi họ cầm để họ đầu tư vào mảng thể thao nữa, như là anh em thấy là ở sự kiện Super Bowl hay là các đội bóng rổ hoặc là bóng chày chẳng hạn. Đó, họ có quá là nhiều tiền. Và một điều thú vị nữa, tức là họ còn cầm tiền, họ trade với khách hàng trên sàn FTX. Tức là sao? Tức là họ là MM, họ là nhà tạo lập thị trường và họ là người điều khiển cuộc chơi. Họ cầm tiền, họ trade ngược lại chúng ta. Bởi nhiêu đó thôi thì cũng đã đủ để chứng minh là cái vị thế của FTX đã lớn như thế nào, đúng không anh em? Mà thế nào lại là một cái người mà cầm trịch cái cuộc chơi như vậy, rất nhiều tiền như vậy, lại cuối cùng lại đổ sập một cách nó nhanh chóng như thế? Thì đó là một cái cú Black Swan mình cho rằng là đã khiến thị trường hoàn toàn mất cái đà phục hồi mà hầu hết chúng ta đều tin tưởng là sẽ duy trì cho đến tháng 11, và hiện tại thị trường của chúng ta đã gãy hoàn toàn. Đó, rồi mình sẽ không dài dòng nữa mà chúng ta hãy tiến ngay vào cái nội dung là cái diễn biến của FTX, tại sao họ lại phải chịu một cái kết quả nó đau thương đến như vậy. Thì anh em thấy đó, thì mọi chuyện nó sẽ bắt đầu, mình sẽ xin giải thích một cách nó ngắn gọn ở cái phần đầu thôi. Tại vì mình nhớ không nhầm là hồi hôm thứ hai mình đã nói sơ bộ cho anh em rồi. Thì đó, thì đơn giản là vào ngày 2 tháng 11, anh em, mọi chuyện bắt đầu vào ngày 2 tháng 11, khi mà cái tờ báo CryptoCoindex đó, thì mình nghĩ rằng á, là đây là cũng đã có một cái nguồn tin nội bộ tiết lộ cái tình trạng đối với Coindex, thì Coindex mới viết được cái báo cáo mà có nhiều cái rủi ro tiềm ẩn của FTX để mà khiến cho cộng đồng tạo một cái nguyên nhân nền để cho cộng đồng hoảng sợ. Đó chính là sao? Đó chính là Coindex đã tiết lộ là cái danh mục đầu tư của Alameda Research và FTX vào những cái đồng token nè, như là đồng FTT nè, để mình phóng to cho anh em ha, để như là đồng FTT nè, đồng Sol nè, Serum, Map, Oxy và FIDA và nhiều đồng khác nữa. Thì anh em có thấy một cái điểm chung ở đây là tức là những cái đồng token này đều thuộc hệ Sol và FTT, tức là token sàn đó. Và Coindex đã nói rằng là sao? Đã nói rằng là cái danh mục đầu tư của Alameda, tức là cái số tài sản mà họ đang nắm giữ đó, thì nó kém thanh khoản. Và cái việc mà họ kém thanh khoản như vậy thì vậy thì nếu mà người dùng rút tiền, người dùng muốn sử dụng một cái dịch vụ nào đó thì sao? Thì liệu sẽ có đến một ngày nào đó FTX sẽ không còn tiền nữa mà cho người dùng rút nữa không? Thì cái câu chuyện thanh khoản này á, nó đã vô tình nó hình thành từ một cái cuộc khủng hoảng thanh khoản. Trước đây anh em có nhớ là sau Terra Luna chúng ta có một cuộc khủng hoảng thanh khoản của các nền tảng lending không? Và cái người dọn dẹp chiến trường đó là ai? Cái người dọn dẹp chiến trường đó không phải là sàn Binance. Cái người mà dọn dẹp chiến trường đó là sàn FTX. Tức là sao? Tức là họ đang chứng minh cho cả thế giới rằng là tôi có một nguồn thanh khoản dồi dào để mà tôi có thể thâu tóm hết tất cả các anh lại, tôi mua lại các anh, đúng không? Vậy thì vô tình là FTX đã gieo vào cái niềm tin người dùng rằng là họ có một cái thanh khoản vô cùng dồi dào và vững mạnh. Nhưng mà cái bài báo của Coindex á, lại đi ngược lại với cái con đường đó, thì lại nói rằng là FTX đã không còn thanh khoản nữa, hoặc là họ bị cạn kiệt thanh khoản. Và cái điều này khiến người dùng lo sợ anh em. Và cùng với lúc đó là giá của BTC đó thì vẫn đang khá là lưỡng lự, tức là đi tăng trên một cái sự nghi ngờ. Tức là anh em thấy là chỉ từ 20 lên 21 nghìn và cứ dao động ở đó thôi, tức là tăng lên trong sự nghi ngờ chứ không hoàn toàn là một mini uptrend.
Đó, và cái điều này đó nó đã khiến cho FTX rơi vào một cái thế khó rồi. Và cho đến ngày Chủ nhật thì tất cả anh em chúng ta đều nhận được một cái tin dữ. Tức là sao? Tức là anh em chúng ta hay trade á anh em. Chúng ta thấy có một cái chỉ báo là Whale Alert đó, thì đã có một cái lượng token FTT được đẩy lên sàn. Mà ở đây đó là 23 triệu token FTT, mà nếu đổi ra giá đô là hơn nửa tỷ anh em, mà không biết là ai cả. Và sau đó để nhằm trấn an dư luận đó, thì Alameda Research, mà ở đây đích thân á là chị Caroline, là CEO của quỹ Alameda Research đó, thì chị có lên chị nói rằng là sao, nói rằng là FTX và Alameda Research là vẫn còn hơn nửa tỷ tài sản chưa công bố. Tức là sao? Tức là họ luôn có đủ một cái lượng tiền mặt, mà luôn có đủ nguồn thanh khoản để bảo chứng thực cho tài sản của người dùng, nên vì thế người dùng đừng có lo nữa. Nhưng mà cái điểm then chốt nằm ở đây, CEO Binance CZ thì ông đã lên ông nói rằng là cái số lượng token FTT này nè anh em là của ông đó, bây giờ ông chuyển là để ông bán. Và cái việc mà ông bán thì không có phải là muốn triệt hạ FTX, mà do là đó là một cái khoản đầu tư ông nắm giữ khá là lâu rồi, từ năm 2019, và đến bây giờ khi mà ông cảm thấy hợp lý thì ông bán thôi đó. Và sau đó nữa thì Caroline á, chị mới một lần nữa trấn an người dùng bằng cách là chị nói rằng là FTX và Alameda sẽ mua hết cái số lượng FTT này từ CZ với cái mức giá là 22 đô. Thì anh em thấy, ngay khi cái tuyên bố của Caroline thì cộng đồng của chúng ta đã mặc định rằng mức giá 22 đô tức là một cái mức phòng tuyến cuối cùng của FTT đó. Và sau đó đó thì ngay vào sáng hôm sau thì trên dữ liệu on-chain chúng ta đã phát hiện ra rằng là đã có một lượng lớn người dùng đã thực hiện rút tiền ồ ạt khỏi FTX. Tức là sao? Tức là mặc dù bất kỳ cái trấn an nào của Caroline bên phía FTX, bên phía Alameda Research, nhưng bây giờ họ vẫn tin vào CZ nhiều hơn. Vì nếu rõ ràng chúng ta đặt lên bàn cân thì dĩ nhiên là cái vị thế của CZ sẽ lớn hơn rồi. Mà khi CZ ông tuyên bố ông bán FTT thì một nhà đầu tư tầm cỡ vị thế lớn như CZ tuyên bố bán thì chắc chắn sẽ khiến mọi người hoảng sợ. Và cái điều đó đã khiến cho người dùng họ rút tiền ngoài khỏi FTX. Và ngay sau đó thì FTX đã phải rút số lượng ETH, stablecoin và thậm chí những đồng coin khác để có thể đép lên sàn để mà có thể tạo ra thanh khoản cho người dùng. Tức là cái điều này chứng minh là cái câu chuyện rằng là FTX hết tiền là có thật anh em, chứ không phải là một cái câu chuyện đùa nữa. Và ngay sau đó thì ngay cả chính Sam là CEO của FTX á, thì anh cũng đã lên anh nói rằng là sao, anh nói rằng là anh khẳng định rằng là FTX vẫn còn hơn 1 tỷ tiền dự trữ. Nhưng mà lần này là một lần khác anh quyết định hòa giải với CZ, một cái động thái mà chúng ta thấy rằng là chưa bao giờ và hiếm khi xuất hiện ở Sam. Một cái con người rất là hiếu thắng và thường xuyên chọc ngoáy những cái đối thủ khác, mà lần này có vẻ như là tình trạng đã dần xấu hơn với FTX rồi đó. Và sau đó nữa chúng ta có những cái bên như là về BitDAO thì họ cũng đã dọa để mà nếu mà FTX á bị cạn thanh khoản, mà FTX cầm cái đồng Bit của BitDAO đó mà đem đi bán đi, thì bên phía của BitDAO họ cũng sẽ đâm luôn FTT luôn. Rồi, và cái đó là mình đã đề cập trước cho anh em rồi ha. Và cái câu chuyện nó trầm trọng ngay khi vào tối ngày 8 tháng 11. Đó, tối ngày 8 tháng 11, khi mà FTX công bố rằng là sao, rằng là họ đã ngừng cho người dùng rút tiền. Thì cái điều này là một cái điều khá là kinh khủng. Tại vì nếu anh em đã từng gặp một cái câu chuyện rằng là trước đây vào cuộc khủng hoảng thanh khoản, vào những cái nền tảng landing, thì chúng ta cũng đã có những cái thuyết âm mưu là sàn KuCoin không cho người dùng rút tiền nè, sàn crypto.com không cho người dùng rút tiền. Nhưng mà cái đó chỉ là tin đồn thôi chứ họ không có áp dụng ngay. Nhưng mà ngay tại thời điểm này FTX đã không cho người dùng rút tiền nữa, và kéo theo đó là đồng FTT bị mất ở cái ngưỡng tâm lý 22 đô và rớt thẳng về 18-19 đô và chỉ giao dịch ở đó mà thôi. Đó, thì cái điều đó đã khiến cho người dùng cực kỳ hoảng loạn. Và ngay trong đêm đó thì anh em thấy là thị trường đã bắt đầu đâm khá là mạnh luôn. Nhưng mà ngay lập tức lại dội lên lại. Tại vì sao? Tại vì á là Binance cũng đã đưa ra một cái động thái khá là bất ngờ, khi mà Binance đã thỏa thuận rằng là sao, rằng là sẽ mua lại FTX. Nhưng mà ở một cái điểm này nó khác với những cái thương vụ mua lại anh em, là Binance á là sẽ xem xét các báo cáo tài chính và các nguồn tiền của FTX đang sở hữu. Và cái thỏa thuận này là một cái thỏa thuận không hề bắt buộc nha. Tức là sao? Tức là bên phía CZ đó, nếu mà ông xem xong, ông quyết định mua thì ông sẽ mua, còn ông không quyết định mua thì ông sẽ không mua. Đây là một cái thỏa thuận thoải mái, không có ép buộc về mặt pháp lý, không có ràng buộc về mặt pháp nhân đối với ai cả. Nên ở đây chúng ta có thể hiểu rằng là cán cân đã nghiêng về phía của
Binance rồi. Và lúc này á anh em, và lúc này thị trường của chúng ta đã bắt đầu có một cái sự phân định rõ ràng, tức là sao? Tức là bây giờ không cần quan tâm những cái chỉ số về bên phía mặt chứng khoán có đơm hay không, không cần quan tâm là chỉ số đồng đô la có hay không nữa, mà tất cả nhà đầu tư hiện giờ chỉ mong chờ rằng là CZ sẽ phản ứng ra sao với FTX mà thôi. Một là cứu, hai là không. Nhưng mà anh em biết không, chỉ trong ngày hôm qua, tức là ngày 9 tháng 11 thì bên phía Binance họ đã nói là họ sẽ không có mua lại FTX. Khi mà họ nhìn vào các số liệu báo cáo tài chính của FTX á, họ thấy rằng là bị nợ quá là nhiều, bị nợ quá là nhiều. Và đã có một cái tin đồn là FTX á đã nợ tới 8 tỷ đô rồi anh em, đã nợ tới 8 tỷ đô, một cái con số rất rất là kinh khủng. Và một cái điểm nữa là bên phía những cái khủng hoảng thanh khoản của FTX và những cái vấn đề tồn đọng trước đây đó, là chỉ có những cái lãnh đạo cấp cao của FTX họ biết thôi, chứ còn nhân viên thì không hề biết. Nên vì vậy đây cũng là một cái động thái rất là bất ngờ, và một cái trục xoay nó quá độ kinh khủng đi. Tại vì mình, ngay cả chính bản thân mình cũng không ngờ rằng là FTX lại có thể đầu hàng sớm như vậy, chỉ trong vòng một ngày thôi. Và cái quyết định xem xét mua lại của Binance cũng được quyết định chỉ trong vòng một ngày thôi đó, và dường như là mọi thứ đã đều đổ vỡ cả. Và ngay lúc đó anh em thấy được rằng á, là thị trường của chúng ta đã đều đổ sập khi mà BTC giảm về ban đầu là 17k đúng không, và trong tối ngày hôm qua thì BTC đã chạm cái mốc là 15k9, và cùng đó là kéo thị trường đi xuống luôn. Và FTT cũng đâm từ 22 đô về tầm khoảng 2 đô, và nặng nề hơn nữa là hệ sinh thái Sol thì thiếu xíu mình sẽ trình bày cho anh em. Và dĩ nhiên cái câu chuyện này đó anh em, nó vẫn chưa có nằm ở đây đâu. Bây giờ mọi chuyện cũng đã rồi, nhưng mà cái mình đang quan tâm hơn chính là những cái hệ lụy sau này. Tại sao? Để mình mở lại cái này cho anh em ha. Rồi, tại sao? Tại vì á là FTX á, trong vòng 3 năm phát triển của họ, họ đã đi vào từng ngóc ngách của thị trường của chúng ta, và cái ảnh hưởng của họ rất là lớn rồi. Và những cái đối tác của họ cũng rất rất là nhiều. Đó, nên như anh em đã thấy á, là ngay khi FTX sụp đổ đúng không, cuốn theo hàng loạt những cái khoản đầu tư của những cái quỹ lớn đầu tư vào FTX thì nó đã khá là đáng kể rồi. Nhưng mà chưa tính ở đó là cái khoản là FTX vẫn chưa cho người dùng rút tiền ra, và người dùng, số lượng tiền của người dùng đẩy lên FTX là rất là lớn. Nên vì vậy cái mất mát là không thể nào đong đếm được anh em. Và cùng với đó đó là những cái quỹ, những cái công ty cũng liên đới với FTX nữa. Như ở đây thì tính đến cái ngày mình thực hiện cái video này đó, thì chúng ta cũng đã có những cái công ty khổng lồ như là về Galaxy Digital hay là Multicoin đó. Tức là họ để tiền, những cái tổ chức này họ để tiền lên FTX để họ trade, hoặc là họ đầu tư trực tiếp vào FTX á, thì cái khả năng bây giờ FTX sụp đổ rồi, không còn tiền để trả nữa rồi, thì cái khả năng mà những cái khoản tiền này đó được hoàn lại cho những cái tổ chức này thì nó hoàn toàn, nó cái xác suất của nó rất là thấp. Nên chúng ta có thể hiểu đơn giản là những cái khoản tiền này nó sẽ bay màu đó. Mà anh em cứ nghĩ đi, cứ một quỹ mấy chục triệu đô, mấy trăm triệu đô như thế này thì FTX đã liên đới tới biết bao nhiêu quỹ nữa rồi. Và về phía dự án tí hồ mình sẽ nói sau ha. Và tiếp theo nữa thì chúng ta cũng đã có một cái diễn biến mới nhất trong hôm nay, tức là về Justin Sun đó, nhà sáng lập của Tron. Thì ông đã mình tạm gọi vui là ông thay thế Binance, để mà ông đang thương lượng cái cách giải quyết lại với FTX. Thì đây cũng là một cái, thì đây mình nghĩ là đây cũng là một cái chiêu trò của Justin Sun mà thôi. Tức là sao? Tức là ông ban đầu là ông đưa ra một cái thông báo là ông sẽ hỗ trợ những cái người dùng mà đang kẹt những cái đồng coin của hệ sinh thái Tron, như là đồng TRX nè, đồng BTT nè, đồng Sun nè, đó, đồng HT của Hồ Bi nè, ở trên FTX thì ông sẽ hỗ trợ rút ra được đó, và đổi sang đô để mua những cái đồng đó và rút ra đó. Và mình nghĩ rằng thì đây chỉ cũng là một cái chiêu trò để mà PR thương hiệu cá nhân thôi, chứ cũng không có đủ tuổi để mà mua lại FTX được. Tại vì anh em có thể nghĩ xem, nếu mà một cái công ty đang gánh nợ như FTX, một cái tình hình tài chính quá là xấu như vậy, Binance còn chê, thì Justin Sun làm gì có cửa để mà có thể mà ôm một cái đống bù nhù này vào mình để làm gì, đúng không? Thay vì bây giờ cái drama này đang căng thẳng thì mình nghĩ rằng cái phương án Justin Sun dùng nó để làm đòn bẩy, để quảng bá cho thương hiệu cá nhân mình là tốt nhất mà thôi. Đó. Và tiếp theo nữa đó, thì mình cho rằng là cái nguyên nhân của Binance khi mà không có mua lại FTX là nó không phải là thuộc về chỉ riêng là về cái tình hình tài chính quá là xấu đâu. Mà ngay cả FTX khi mà
bị lâm vào cái tình trạng mà cấm ngăn cản rút tiền như vậy đó, thì còn bị những cái cơ quan, những cái chính quyền Mỹ họ lao vào điều tra nữa, thì Binance cũng không có muốn vướng vào rắc rối, nên vì vậy cái quyết định của Binance được đưa ra rất là nhanh. Và anh em thấy đó, khi mà bây giờ thị trường cộng đồng của chúng ta đang mong chờ cái cuộc chiến giữa hai ông lớn này đi đến hòa bình để cho thị trường cởi mở hơn, nhưng mà cuối cùng chúng ta lại đi vào ngõ cụt như vậy, thì dĩ nhiên rồi, đây anh em thấy BTC của chúng ta ngày hôm qua đã rơi về một cái mốc 15k5. Đó, một cái mốc mà thấp nhất trong vòng 2 năm nay, mình có thể gọi là đáy của 2 năm nay đó. Và đến thời điểm hiện tại thì BTC vẫn chưa thể nào mà gượng dậy được. Đó, vẫn đang giao dịch ở mốc gọi là 16k7. Thì ngay ở cái biểu đồ giá BTC này thì mình cũng xin nhắc cho anh em một cái điểm để mà anh em thận trọng. Có lẽ là cái tâm lý đám đông của chúng ta vào thời điểm hiện tại thì ngay cả với mình luôn, thì khi mình nhìn vào cái mức giá này của BTC thì mình cho rằng nó khá là hấp dẫn, đúng không anh em? Một cái mức giá mà 15k, 16k, dưới 17k, một mức giá quá là hấp dẫn. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn lại suy xét một tí, là tình hình bây giờ FTX là một câu chuyện lớn. Nếu mà Luna của chúng ta sụp đổ thì cái tổng thiệt hại của Luna thì anh em thấy là chúng ta quy ra là 40 tỷ, đúng không? Là 40 tỷ. Nhưng mà cái đó chỉ là 40 tỷ là thuộc về token rồi tiền nhà đầu tư, nhưng mà đó dường như là chỉ là một phần tiền thật thôi, chứ nó không phải là tổng hết là một phần tiền thật. Nhưng mà về câu chuyện của FTX thì lại là khác. Đó là tiền tươi thật anh em, tiền tươi của những cái ông như là BlackRock, như là Senoquia, của những cái quỹ đầu tư, những cái nhà quản lý tài sản ở thung lũng Silicon, tiền thật đổ vào. Đó, nên là cái mức độ nghiêm trọng của nó khá là lớn, nó còn liên đới tới giới tài chính truyền thống, mà đặc biệt là cái giới tài chính này đó là những cái quỹ đầu tư rất là sừng sỏ tại Mỹ nữa. Và FTX cũng là một người bạn rất là thân đối với chính quyền của Mỹ, khi mà liên tục vận động hành lang pháp lý nữa, mà bây giờ sập một cái thì anh em biết nó liên đới tới rất là nhiều thứ. Nên vì thế cái quy mô của FTX mình nghĩ rằng là hiện tại nó vẫn chưa dừng ở đây đâu, nên mức giá BTC như thế này thì anh em cũng hãy nên thận trọng để mà chúng ta chưa vội vàng nha anh em, chưa vội vàng lao vào để mà bắt đáy hay gì cả, mà chúng ta hãy nên quan sát và xem xét thôi. Đó, thì cái đó là cái lời khuyên của mình. Và cái điều thứ hai nữa là tối nay chúng ta sẽ có một cái tin tức, đó chính là CPI của Mỹ. Anh em thì tháng nào mình cũng nhắc tới cái câu chuyện này. Thì CPI đợt này của chúng ta thì cái focus của chúng ta đó dự đoán sẽ là tầm khoảng 8%. Vậy thì nếu cái CPI mà hơn 8% thì chắc chắn đó sẽ là một cái tin tức xấu của chúng ta rồi. Và ngay cả chính mình thì bây giờ mình cũng không có biết được rằng là tối nay chúng ta sẽ ra sao nữa. Cái chỉ số của chúng ta sẽ hơn 8% hay là thấp hơn 8% nữa, tại vì cái dữ liệu nên farm mà anh em nhớ là tuần trước chúng ta đưa ra thì mặc dù cái số lượng người lao động tăng lên, nhưng mà cái tỷ lệ thất nghiệp thì lại giảm xuống. Nên vì thế cái dữ liệu của nó cũng hơi bị mix, nó cũng hơi bị hỗn loạn anh em. Tức là nó ở trung lập, nó không có quá là thiên về chiều nào cả, nên cái CPI của chúng ta vẫn rất là khó đoán. Đó, nên vì thế là dù sao thì những cái tin tức vĩ mô của Mỹ vẫn luôn là một cái gì đấy mà khiến chúng ta phải cân nhắc khi mà chúng ta chơi vào cái khoảng thời gian đó. Cộng với cái việc cái cuộc chiến của Sam và Binance đã kết thúc. Đó, đã kết thúc, và cái dư âm để lại của FTX bây giờ vẫn chưa thể nào khắc phục nổi, và vẫn sẽ còn dư âm về sau khá là nhiều, và sẽ có nhiều cái hậu quả mà chúng ta sẽ phải nhìn trong tương lai. Khi mà như hồi nãy mình có đề cập với anh em là đã có rất nhiều tổ chức họ liên đới, họ báo cáo là họ đã tiếp xúc với FTX, như là để tiền lên trade hoặc là đi đầu tư trực tiếp. Và trong thời gian sắp tới nữa cũng sẽ có nhiều cái tên nữa họ công bố cái khoản lỗ đó, và cũng sẽ có nhiều cái trường hợp như là SEC, như là cơ quan chính quyền của Mỹ, hay là nhiều bank chứng khoán bắt đầu lao vào để mà kiện tụng, để mà điều tra. Thì cái đó là một cái điều mà cái viễn cảnh mà mình cho rằng nó sẽ tới nhanh mà thôi. Và khi những cái viễn cảnh đó tới thì chắc chắn thị trường của chúng ta sẽ còn gặp rất nhiều áp lực nữa. Vậy nếu chúng ta hãy giả định một cái trường hợp rằng là giá của BTC vẫn chưa thể phục hồi cho đến thời điểm đó thì sao? Thì chắc chắn là đây không phải là đáy, đúng không? Đó, nên vì thế đó là cái điều mà mình, đó là hai cái lý do mà mình cho anh em là anh em hãy nên cẩn trọng ha. Rồi, và đi xong biểu đồ của BTC thì chúng ta hãy đi đến biểu đồ của FTT đi. Thì hồi nãy mình nói đó, thì ngay cái thời điểm FTT đã liên tục giao dịch ở xung quanh cái mốc, để mình mở biểu đồ ngày cho anh em ha. Liên tục giao dịch xung quanh ở cái mốc này tầm 3 ngày, cái mốc mà 22 đô trở lên tầm 3 ngày thì đã gãy một phát đó xuống tầm mốc 2 đô và dường như là bây giờ đã chết rồi. Đó, thì đối với những anh em nào mà mình cũng thấy có rất nhiều thuyết âm mưu, anh em cứ hay lên nói là thuyết âm mưu là FTT bây giờ gãy như vậy rồi thì hãy vào để mua rồi sẽ hồi sinh gì đó, nhưng mà đối với mình là không ha. Đó, tại vì bây giờ là FTX dù có hồi sinh đi chăng nữa
Thì nếu một cái trường hợp khả dĩ lắm mà mình cho rằng dù có một cái điều thần kỳ đi chăng nữa thì ok, FTX vẫn sẽ được một ai đó cứu giúp, nhưng mà cũng sẽ trở thành một cái sàn giao dịch thôi. Nhưng mà đó sẽ là một sàn giao dịch Tier 3, Tier 4, tức là sao? Tức là một sàn giao dịch cỏ. Và vì thế sẽ không còn như trước nữa, sẽ không còn ai dùng nữa anh em. Đó, hoặc là FTX cũng sẽ hồi sinh thôi, nhưng mà hồi sinh với một cái cương vị rằng là họ sẽ bồi thường một cái lượng thiệt hại cho người dùng trước đó đó. Đó, họ sẽ bồi thường từ từ được. Và sau đó sẽ bay, sẽ đi khỏi thị trường hoặc là đi làm một cái mảng khác chẳng hạn. Thì đó là hai cái trường hợp mà lạc quan nhất mà mình nghĩ về FTX. Mà FTT lại là một cái đồng token sàn của FTX nữa. Vậy thì anh em mua giá này thì nó có một cái gì ở đây ở đâu, đúng không? Rồi, và chúng ta hãy tiến đến một cái nhân vật chính khác, đó chính là đồng Solana. Thì anh em biết đó là Solana là nguyên cả một cái hệ sinh thái Sol luôn, là một cái đứa con cưng của FTX. Đó, và bây giờ FTX đã hoàn toàn đổ vỡ rồi thì Sol cũng giống như là rắn mất đầu vậy. Thì anh em thấy là cũng tương tự như một cái viễn cảnh của FTT, tức là Sol đã liên tục giữ một cái ngưỡng gọi là 30 đô và sau đó đã giảm tới mức 20 đô. Và cái mức 20 đô này đó cũng được xem là một cái hỗ trợ, mình hay nói vui là một cái hỗ trợ kim cương của Sol, một cái hỗ trợ tâm lý. Nhưng mà anh em thấy ngay khi gãy một phát một thì ngày hôm qua Sol cũng đã lao dốc về mức 12 đô và hiện tại là đang giao dịch ở vùng 14 đô. Và cũng đã có một cái thông tin mà mình cho rằng cộng đồng cũng khá là mong chờ mấy ngày nay, tức là sẽ có một cái lượng lớn Sol được unstack cho các validator. Đó, lên tới tầm khoảng là nửa tỷ Sol. Thì đáng lẽ ra vào cái lúc mình làm video này tầm 3 giờ rưỡi là 3 giờ rưỡi đã mở khóa rồi, nhưng mà bên phía của Sol á, bên phía của Solana Foundation đó, thì họ đã đưa ra một cái quyết định là họ sẽ không có mở khóa hết mà sẽ mở khóa một nửa và sau đó là 2 ngày sau mới được claim ra. Đó, nhưng mà bây giờ thì giá Sol đã phản ứng trước rồi. Thì mình nghĩ rằng là cái cơ hội nào mà anh em vẫn còn tin vào Sol, anh em vẫn còn tin vào hệ sinh thái của Sol thì cái vùng giá này thì mình nghĩ rằng nó vẫn chưa hợp lý lắm đâu. Đó, tại vì là không những là Sol đang bị một cái áp lực từ bên phía cái cuộc khủng hoảng FTX, nguyên một hệ sinh thái Sol luôn, cả Sol, cả Serum, cả OK, cả những cái đồng coin khác, mà còn bị áp lực điều chỉnh từ BTC nữa, nên Sol bây giờ vẫn đang trong một cái trường hợp khá là tiến thoái lưỡng nan. Ha anh em, và trong vài ngày tới nếu mà cái lượng unstack đó được claim ra và được đem ra thị trường để xả thì sao, đúng không? Vậy thì nó sẽ rất nguy hiểm cho chúng ta. Rồi, và tiếp nối một cái câu chuyện của FTX thì ngay cái thời điểm mình làm cái video này đó thì cũng đã có xuất hiện một cái bài báo ở bên phía Reuters. Thì họ ở đây thì họ cũng viết một cách khá là đơn giản khi mà họ nói rằng là cái nguyên nhân chủ yếu mà dẫn đến cái sự đổ vỡ của sàn FTX á là thật ra là nó đã bắt nguồn từ khoảng là tháng 5, tháng 6 rồi. Đó, bắt nguồn từ khoảng tháng 5, tháng 6 rồi, tức là cái nguồn gốc của vấn đề đó, nó bắt nguồn từ khoảng tháng 5, tháng 6. Và cái vấn đề này nó nằm ở đâu? Cái vấn đề này nó nằm ở cái việc là anh em có còn nhớ cái hiệu ứng dây chuyền khủng hoảng của các công ty crypto lending không? Cho vay đó, thì trong đó là có một cái công ty là Voyager. Đó, thì lúc đó đó là Alameda đã cho Voyager là vay khoảng 500 triệu USD. Đó, vay khoảng 500 triệu USD. Nhưng mà về bên phía Voyager thì 500 triệu USD đó thì Voyager lại bị, cuối cùng cũng lại bị phá sản. Nên vì thế đó, Alameda đã cạn thanh khoản và FTX đã cho Alameda mượn 4 tỷ. Đó, nên vì thế là cuối cùng thì cả hai cũng không giải quyết được cái chuyện đó. Mà sau đó là lại còn dùng cái số tiền đó để mà đem đi thế chấp và để là mua lại những cái công ty khác nữa. Vì thế nó tạo ra một cái vòng lặp tài chính và lúc đó Alameda Research và cả FTX luôn đã bị cạn thanh khoản từ lúc đó rồi. Và cuối cùng là cho đến thời điểm hiện tại thì mọi chuyện nó tan vỡ. Khi mà đây cũng là một cái lời khẳng định nếu mà nói rằng là CZ đã quá là thông minh khi mà chọn ra một cái thời điểm FTX và Alameda yếu nhất để mà có thể đưa ra những cái đòn tấn công khá là thông minh. Nhưng mà cuối cùng là FTX đã sụp đổ một cách rất là nhanh chóng, chỉ trong vòng khoảng một đêm hoặc là hai đêm mà thôi anh em. Đó, một đế chế xây dựng trong 3 năm cầm hàng chục tỷ đô la và Sam, CEO của FTX, là một tỷ phú giàu, mình cho rằng là giàu thứ hai ngành tiền mã hóa chỉ sau CZ thôi, thì chỉ sau một đêm tài sản của ông đó rớt 94%, chẳng còn gì cả. Đó, thì anh em thấy rằng là đó là một cái sự kinh khủng của cái thị trường này, và đó cũng là một cái điều đó mà cho chúng ta thấy rằng là thị trường crypto nó rất là khắc nghiệt, nó khắc nghiệt đến tột cùng như vậy. Chúng ta liên tục build, chúng ta liên tục xây dựng trong vòng vài năm, nhưng mà chỉ trong vòng một đêm hoặc vài ngày thôi chúng ta sẽ mất tất cả nếu mà chúng ta phạm những cái sai lầm chết người. Đó, như là sau cái vụ mà mình cũng muốn chia sẻ thêm là sau cái vụ sập đổ đó thì CZ cũng đã đăng tải hai cái lời khuyên. Tức là sao? Tức là thứ nhất á, là nếu mà
chúng ta không nên dùng token mà chúng ta tạo ra, tức là token sàn đó anh em. Chúng ta không nên dùng token sàn để mà chúng ta đem đi vay, chúng ta đem đi thế chấp, hoặc là chúng ta đem đi làm bất cứ một cái điều gì đó liên quan đến mảng vay vốn để mà chúng ta kinh doanh. Cái điều đó sẽ là cái điều giết chết cái doanh nghiệp đó. Và cái điều thứ hai, tức là sao? Tức là khi mà chúng ta kinh doanh trong mảng crypto anh em, thì chúng ta sẽ không nên, đặc biệt là không nên sử dụng đòn bẩy và không nên sử dụng thế chấp vay vốn để mà kinh doanh trong mảng crypto. Thì đó là hai cái bài học mà CZ đã gửi đến cho chúng ta qua cái sự sụp đổ của FTX. Đó thì đúng rồi, anh em thấy từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 kéo tới nay thì mỗi cái sự sụp đổ trong thị trường của chúng ta đều liên quan đến câu chuyện đòn bẩy cả. Đó nên vì vậy khi mà ở đây mình cũng muốn nhắc nhở, không phải là nhắc nhở nữa mà khuyên anh em nên cẩn trọng. Những anh em nào mà chơi long short trên thị trường future thì chúng ta cũng hãy nên cẩn trọng, bởi vì ngay cả chúng ta cũng chính là sử dụng đòn bẩy đúng không nha. Rồi, và cái thông tin cuối cùng đó thì ở đây thì mình đã lấy được một cái thông tin của anh Kobe. Thì đây là một cái người trader cũng đã khá là có tiếng trên thị trường của chúng ta rồi, tham gia thị trường vào năm 2013. Thì đây là một cái đoạn tin nhắn cũng đã được xác thực ở nhiều bên, được Sam soạn để mà gửi cho những cái nhân viên của mình. Thì trong đó đó là Sam có nói rằng á, là cái ưu tiên hàng đầu của Sam bây giờ là khách hàng. Và Sam đầu tiên là Sam xin lỗi đến khách hàng và xin lỗi tới tất cả nhân viên về cái sự cố này. Và tiếp theo nữa thì Sam cũng nói rằng là trong thời gian tới thì cái mục tiêu ưu tiên của Sam là sẽ huy động vốn. Và huy động vốn ở đây tức là huy động vốn để mà có thể có đủ một cái lượng tài chính nhất định để mà có thể cho khách hàng rút tiền trở lại, trả cho khách hàng, bồi thường khách hàng. Đó. Và cái vấn đề mà Sam gọi vốn hoặc là Sam nhờ giúp đỡ thì Sam không có tiết lộ rằng là Sam sẽ gọi vốn ở đâu hoặc là ai, nhưng mà ở cuối cái bức thư này á, thì Sam có nói rằng là Sam cũng đang làm việc với Justin Sun về cái vấn đề này. Đó, mà Justin Sun thì hồi nãy mình có nói với anh em là dường như là một cái người để mà thay mặt cho CZ để mà có thể giúp Sam vào cái thời điểm này vậy. Rồi, vậy thì mình nghĩ rằng cái video này nó cũng khá là dài đến cho anh em rồi, và mình xin tạm dừng video tại đây. Và đây tại vì cái drama này nó cũng khá là lớn mà nó dài đó, nên cái video này là cái thời lượng của nó cũng hơi dài, nên anh em thông cảm với mình nha. Rồi, và hẹn gặp anh em ở tuần sau. Bye bye.